Don Bosco ha detto che dobbiamo tutto a lei. Cha Bosco đã nói, tất cả chúng ta mang ơn mẹ Maria rất nhiều. Khi đại gia đình Salesian chúng ta cùng nhau mừng lễ mẹ phù hộ. Chúng ta hãy nhớ rằng, tất cả những gì chúng ta có là nhờ mẹ Maria phù hộ. Tôi chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia thực hiện video này, đặc biệt là cha bề trên cả Angel Fernandez. Ngày thứ nhất, Đức Maria, người nữ của tấm bánh. Bánh là một dấu chỉ đầy ý nghĩa, vừa là dấu chỉ về mọi nhu cầu của con người, vừa là dấu chỉ ơn cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ Maria là hiện thân và thấu hiểu mọi nhu cầu của con người. Qua mẹ, Chúa Giêsu, con của mẹ đã đến với thế giới chúng ta, là ơn cứu độ duy nhất của chúng ta. Đấng cùng với mẹ của người là tấm bánh không ngừng được bẻ ra vì hạnh phúc của mỗi người và mọi người. Bình giải của cha bề trên cả, Thánh sử Luca, khi viết về biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy rằng Ngài dùng từ máng cỏ được lặp lại 3 lần. Đó là một điểm nhấn cho thấy ý định diễn tả Chúa Giêsu như là lương thực của trần gian từ lần tỏ mình đầu tiên của Ngài. Máng cỏ dành cho súc vật, vì thế mà trở thành biểu tượng nơi đặt của ăn cho con người. Mẹ Maria, người mang bánh, đã hiểu vai trò của mình từ thời điểm mẹ được đưa đến Bethlehem. Bethlehem nghĩa là ngôi nhà của bánh. Vào đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, mẹ Maria sử dụng máng cỏ như thể nó là một cái giỏ đặt trên bàn. Việc này tiên báo về cử chỉ của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, khi Ngài mời mọi người nhận lấy và ăn mình Ngài đã hiến tế cho họ. Mẹ Maria không chỉ là người mang bánh thiêng liêng, mà còn là người mang bánh vật chất. Mẹ luôn chăm lo, không để bàn ăn trong nhà mình trống không. Cuối cùng, chúng ta hãy dâng lên mẹ một lời cầu nguyện. Xin mẹ chuyển cầu cho việc phân phát lương thực được công bằng, để không người con nào của mẹ bị đói khát. Câu chuyện Người phụ nữ tỏa mùi thơm của bánh mì. Ở một vùng đất xa xôi, một quả phụ nghèo kiếm sống bằng cách phục vụ cho một quý bà giàu có và quyền bí. Bà sống một mình trong một ngôi biệt thự cổ, u ám và lẩn khuất giữa rừng. Người quả phụ tốt bụng đã làm công việc của mình một cách quảng đại và chính xác. Và một ngày nọ, thật bất ngờ, quý bà đã tặng cho người quả phụ một món quà, đó là một chiếc nhẫn đặc biệt. Quý bà giải thích cho người quả phụ, khi xoay chiếc nhẫn này quanh ngón tay của chị 2 lần, chị có thể biến mình thành bất cứ thứ gì chị muốn. Người quả phụ không quan tâm về điều đó lắm, nhưng khi một nạn đói khủng khiếp xảy ra trong vùng, bà nhớ đến chiếc nhẫn. Bà xoay 2 lần quanh ngón tay của mình và biến thành một con diều hâu lộng lẫy với đôi cánh sắc nhọn. Nó quyết định bay đi tìm vùng đất có thể cung cấp thức ăn cho con trai mình và những người làng xóm. Nó bay cho đến khi sức cùng lực kiệt mới buồn bã trở về nhà. Nạn đói đã tấn công tất cả các vùng đất của vương quốc, không có lối thoát cho bất cứ ai. Nhưng người phụ nữ không bỏ cuộc, bà lại vặn chiếc nhẫn 2 lần và bà biến thành một ổ bánh mì khổng lồ thơm phức. Khi con trai bà về nhà và nhìn thấy ổ bánh mì khổng lồ, mắt cậu sáng lên và bắt đầu ăn một cách thích thú. Chỉ là bánh mì, nhưng làm cho no một cách tuyệt vời. Trong khi nhai một cách sung sướng, người con trai của bà quá nhìn thấy một người hàng xóm đi ngang qua, người mà cậu có nhiều bất đồng và làm cậu rất ghét. Cậu định làm ngơ, nhưng có một sự thúc đẩy trong lòng buộc phải mời người hàng xóm đó cùng chia sẻ tấm bánh kỳ diệu đó. Tin đồn lan ra và mọi người ở khắp mọi nơi trong làng kéo đến, người lớn, kẻ nhỏ, già, trẻ, nghèo khổ, ốm đau, khỏe mạnh, tuyệt vọng và lo âu. Tấm bánh đó dường như không bao giờ hết.
Hơn nữa, nó không chỉ giải quyết cơn đói mà còn khơi dậy sự thanh thản và khát khao hòa bình, cảm giác tốt lành và sức khỏe cho cơ thể. Những kẻ thù nghịch biết hòa giải với nhau và những người trước đây thờ ơ với nhau giờ đây biết mỉm cười thân thiện. Mỗi đêm, mẫu bánh mì cuối cùng lại biến thành người quá phụ quảng đại. Mỗi sáng, người phụ nữ ấy lại trở thành ổ bánh mì khổng lồ thơm ngon, nuôi dưỡng thể xác và tinh thần của toàn dân làng. Sự kiện này đã được kéo dài cho đến mùa thu hoạch mới. Một bữa tiệc lớn được tổ chức vào ngày hôm đó, đương nhiên là người quá phụ cũng tham dự. Tất cả những ai đến gần bà đều thấy có một cảm giác kỳ lạ, người nữ có mùi thơm của bánh mì mới nướng. Tôi tên là Natalino Miato. Tôi là cựu học viên Salesian và là chủ tịch Liên hiệp cựu học viên tỉnh dòng Chivento. Liên tỉnh của chúng tôi và tất cả cựu học viên kết hợp với các trung tâm của chúng tôi cố gắng hỗ trợ các cựu học viên và các Salesian bằng việc phát triển những dự án để trợ giúp người trẻ và những ai có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 7 tháng 3 năm 2022 vừa qua, lúc 8 giờ sáng tôi nhận được cuộc điện thoại của Jeffero, một người bạn rất thân của tôi. Ngài là Che Salesian ở Leopolis, vùng chiến sự Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá khốc liệt. Thông điệp của Jeffero thật rõ ràng, Che nói với tôi, Natalino, chiến tranh tàn khốc này buộc chúng tôi phải quỳ gối. Nó lên đi tất cả mọi thứ của chúng tôi cần đủ thứ, thuốc men, thực phẩm, quần áo. Nhưng hiện giờ chúng tôi thực sự cần ô tô cỡ trung để có thể di chuyển những người mẹ và trẻ em đến nơi an toàn và chuyên chở thực phẩm đến những vùng khó tiếp cận. Và tôi nói, vâng, Jeffero, chúng con hiểu. Chúng con sẽ cố gắng nhưng chúng con không dám hứa trước. Và cha đáp, Natalino, anh có thể làm điều này. Anh có rất nhiều bạn, nhiều cựu học viên tốt lành trong hiệp hội. Tôi biết anh có thể làm được. Tôi nói, vâng, Jeffero, để chúng con xem. Chúng con sẽ cố gắng hết sức và sẽ bắt tay vào việc này ngay lập tức. Jeffero đáp, Natalino, tôi giao phó việc này cho anh nhé. Tôi thật sự cậy nhờ anh đấy. Tôi thật sự bất ngờ về đề xuất này và ngay lập tức tôi gọi cho những cộng tác viên, bạn bè, các cựu học viên thân quen nhất. Tôi gọi Albertino, tôi gọi Paolo và nói với tất cả họ về đề xuất này. Tất cả chúng tôi đều tin rằng chúng tôi phải sắp xếp và cố gắng trợ giúp. Và vì thế, chúng tôi bắt đầu các cuộc gọi cho các bạn của mình, các cựu học viên Salesian và tất cả những người không phải là cựu học viên Salesian. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, có vẻ những người này cũng đang chờ cuộc gọi của chúng tôi. Tất cả họ đều nêu lên đề xuất của Jeffero xin trợ giúp khẩn cấp. Vào giữa trưa, Albertino nói với chúng tôi rằng anh ấy đã tìm thấy một chiếc xe buýt nhỏ gần như mới, giá khoảng 30.000 euro. Đó là quả một số tiền lớn nhưng chúng tôi động viên chính mình không được chùn bước và lo lắng về chi phí. Bạn của chúng tôi, Che Bruno, một Salesian thánh thiện, cựu giáo viên cũng là một người hướng dẫn thân yêu của chúng tôi, luôn luôn nói với chúng tôi rằng hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vào Che Bosco và mẹ Maria phù hộ. Và buổi chiều lúc 3 giờ 30, tôi nhận được cuộc thoại của Renzo, một người bạn khách của Jeffero. Tôi đã gọi Renzo đầu ngày để xin anh ấy trợ giúp. Renzo nói với tôi, Natalino, nghe này, Federica và tôi muốn tham gia vào dự án liên đới này. Chúng tôi muốn hỗ trợ và chúng tôi đã tìm thấy một chiếc xe ô tô cỡ trung. Thật tuyệt vời, nó là của một đại lý đáng tin cậy ở bên đây, Padua. Tôi không có thời gian để làm các giấy tờ, vì thế, hãy đến xem chiếc xe này và làm hợp đồng mua bán. Chỉ cần cho tôi biết tôi thiếu anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ tuyển cho anh toàn bộ để trả tiền mua xe. Không cần phải nói, tất cả chúng tôi, Paolo, Albertino và tôi đều rất vui mừng. Tôi nói với Renzo, Renzo, anh thật quảng đại, nhưng chúng tôi vẫn đang quyên góp. Renzo nói, không, Natalino, đừng lo lắng, tôi muốn trả tiền cho chiếc xe. Trong khi đó, việc gây quỹ cứ tiếp tục tiến hành. Chúng ta quyên góp thuốc men, thực phẩm, vân vân. Vì vậy, chúng tôi đến Padua để xem chiếc xe và chúng tôi bắt đầu tiến hành thủ tục mua nó. Có quá nhiều giấy tờ phức tạp. Đó là một trường hợp kinh điển về sự quảng đại, giải quyết nhanh hơn nhiều so với cơ cấu hành chính quan liêu. Nhưng chúng tôi cũng xong được việc. Tôi vô cùng biết ơn Che Alberto Bolis, quản lý tỉnh dòng Chivento và Erika.
thư ký của Ngài đã giúp chúng tôi thủ tục mua xe, giúp tôi vượt qua những trở ngại. Chúng tôi đóng dấu hợp đồng giao dịch, chiếc xe đã sẵn sàng và nó là của chúng tôi. Và chúng tôi chất đầy lên nó thuốc men, thực phẩm và tất cả những thứ chúng tôi quyên góp được. Jeffero đã đang trên đường đến lấy nó, nhưng vào rồi sáng sớm tôi lại nhận được cuộc điện thoại của Jeffero. Lần này, Ngài báo một tin không vui. Ngài nói, Natalino, tôi được một phép đặc biệt, nhưng họ không cho tôi rời Ukraine. Tôi nói, vậy bây giờ chúng con phải làm gì? Mọi thứ đã sẵn sàng, các thủ tục giấy tờ đã đâu vào đấy, chiếc xe chất đầy đồ và sẵn sàng lên đường. Jeffero nói, đừng lo, tôi sẽ gửi đến anh hai thanh niên. Erike đã có những giấy tờ thủ tục khác, anh sẽ thấy mọi việc ổn thôi. Hai thanh niên đến và chiếc xe lăn bánh, chờ đợi những thứ mà Jeffero đã đề xuất. Một ngày sau đó, các kệ hàng đã chất đầy những đồ hỗ trợ khác sẽ được gửi đến Ukraine bằng chuyển phát nhanh. Chúng tôi thật sự thích làm những công việc như thế này trong hiệp hội. Chúng tôi nhận thấy mình được mời gọi để làm những việc này. Chúng ta tin rằng mọi thứ Thiên Chúa ban cho chúng ta, những điều tốt lành chúng ta được hưởng, và tất cả những thứ tốt đẹp là những ân huệ mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, từ ân sủng và tình yêu quảng đại của Ngài. Tất cả những điều này không phải chỉ cho mỗi chúng ta biết rằng chúng ta phải chia sẻ chúng với tất cả những ai đang cần nhất và chia sẻ tình thương mến của chúng ta đến mọi người. Vạn tuế Che Bosco, vạn tuế mẹ Maria. Phó thác cho mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, người nữ của tấm bánh, mẹ đã cảm nghiệm cảnh nghèo khó của Nazareth với bao giọt mồ hôi lao nhọc của việc nuôi dưỡng Chúa Giêsu. Xin cho chúng con thấy ý nghĩa của sự cùng khốn và giúp chúng con nhạy bén với tiếng kêu của người nghèo. Xin dạy chúng con hiểu rằng bánh không đủ để làm cho con người hạnh phúc, và chỉ có bánh hằng sống từ trời xuống mới làm thỏa mãn tâm hồn.